đất trời ông có lạnh không yêu người chiến sĩ biệt gì còn gì đâu tấm lòng là người chiến sĩ có tình yêu con mùa rơi ấm dù gió mưa dù mùa đông vì rằng em luôn luôn ở bên em giới thiệu với các bác là một bộ cấu hình phải nói là rất là đặc biệt, sử dụng một cục đẩy MX Audio D4650, một trong những cái cục đẩy 4 kênh, công suất là 600W trên một kênh, sử dụng class D các bác nhé. Đấy, sử dụng class D thì các bác biết là nó dày hơn chiếc vang số X10 một chút thôi. Đấy. Cục đẩy này em đang ghép với một đôi bát 30 EV LX112 và một cặp súp cao nhất. Em đánh bridge, kênh 3 kênh 4 đánh một cặp súp này. Cặp súp KT18 rất uy lực luôn các bác nhé. Một kênh này kẹp là hai kênh và đánh một cặp súp. Cặp súp luôn, cặp súp bát 50. Đấy. Đây còn đâu hai kênh này, mỗi kênh đánh một quả 30. Ở đây sử dụng chiếc vang ACX10, một trong những chiếc vang có hỗ trợ Wi-Fi, hỗ trợ Bluetooth cao nhá, hỗ trợ Bluetooth này. Đấy. Micro ở đây sử dụng một micro cao cấp, đó là micro U66 MT1, cùng hãng với cục súp KT18S. Ở đây thì các bác có thể thấy là cục đẩy này rất là mỏng. Cục đẩy rất là mỏng, các bác đê các bác nhé, nhưng mà sức khỏe là rất là cao. Các bác có thể cho gia đình, cho sự kiện được. Em đang nối bridge các bác nhé, đánh cặp súp luôn. Cao cấp rất là bắt mic, giá là 4 triệu đồng. Vang số ACX10 giá 3.600.000 đồng. Cục đẩy D4650 giá là 5.500.000 đồng. Cặp súp thì nếu mà các bác có thể là có sẵn súp hoặc là lấy một chiếc cũng rất là ok, giá 6.500.000 đồng. Và một đôi loa LX112 giá là 7.500.000 các bác nhé. Cấu hình này rất là ok luôn. Đấy, rất là lực, bạo lực. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên hoặc truy cập website thangcaoaudio.com các bác nhé. Con vang ACX10 là một trong những con vang mà rất nhiều công nghệ và tiếng echo kỹ thuật cực kỳ là hay. Các bác thông cảm vì mạng nó đang yếu, thực ra là thỉnh thoảng nhạc nó hơi giật. Đấy. Đầu tiếng hát thì vẫn rất là rõ. Rất là mạnh, rất là uy lực cho nhé, có thể tăng số mệt. Mạng nó yếu quá nên là nó hay bị vấp các bác ạ. Đấy, nó hay bị vấp. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp các nhé. Rồi ok. Hôm nay giới thiệu với các bác nhanh gọn. Hẹn gặp lại những clip sau. Chào tất cả các bác.